tưởng là chị mang ra Thất Khê để bán hội chợ các thứ chứ. Mai hội chợ Thất Khê nhỉ? À vâng. Hội chợ cam quýt đấy. Hội chợ cam quýt các thứ ấy. Vâng. Ngày kia mà. Thứ bảy chủ nhật. À, Mỹ Vật Chèn, à, giúp thôn này là thôn căng nếp á? Thôn Tả Trang. Thôn Tả Trang hả? Ừ, Tả Trang. À, xã Kim Đồng này. Xã Tân Tiến này. À, xã Tân Tiến này đấy. Ừ. Vâng. Này mình gộp thôn, thôn Phục Kiến nha. À, gộp thôn của Đồ Căn này. Gộp thôn của Đồ Căn nha. Mới. Thôn bác, ồ lục kia, thôn bác cứ tròn đây này. Bốc cái lương nó tỏ thuộc với bác, thuộc lại nha. À, vâng. Lại kiên mía này, như này nha. Vâng. Lương nó. À. Theo, thôn nó lấy bảy tấn như một lương nó. Vâng. Dạ, tấn này, bảy tấn như lương, giống như một tay. À, lấy xuống Bắc Giang hả chị? À, không. Đang ở trong à, đây là cân bán này này. Ở đây là ở trong này là Kim Đồng. Ở đây là Kim Đồng. À, năm nay được mùa nhỉ. Đây, quả to chưa các bạn? Quả rất kêu phải à. Không anh? Quả rất là to luôn. Các bạn ở đây là quýt ở kim trong Kim Đồng các bạn nhé. Đây. Quýt Kim Đồng nha, to Kim ngon Đồng lắm to, nha. To, rất này. Là to ngon sạch luôn. Luôn. À. Yeah. Một chuyến nữa không anh? Alo. Đây, rất to luôn. Đây này, to ngon luôn này. Ngon luôn. Năm nay được mùa quá là được mùa nhỉ chị? Năm nay được mùa lắm, bội thu nhá. Quá là bội thu luôn. Đây các thương lái thu mua tận nơi các bạn ạ. Đấy. Đấy, rất là to luôn, quả nào quả đấy luôn. Đây làm cái to lắm luôn. Cân 11 cân 12 cân 12 cân anh có về chẳng định quê em để xây cùng sông của núi để xây cùng dối ngồi xây tiếng chim quay xe đa số là chín hết rồi nhờ. Chín rồi. Nhưng mà cái nào sai nhiều nó chín xuống vẫn còn phải xanh thôi. À. Cứ tưởng là chị mang ra Thất Khê để bán hội chợ các thứ chứ. Mai hội chợ Thất Khê nhỉ? À vâng. Hội chợ cam quýt đấy. Hội chợ cam quýt các thứ ấy. Ngày kia. Vâng. Ngày kia mà. Thứ bảy chủ nhật. Anh ở trên Trang Định không ạ? Hôm nay em thấy một anh đúng cả bên máy quay ở Na Sầm rồi. À, thế thì không phải anh đâu. Hình như là thế rồi. Nhân viên hội chợ kia thôi. Vâng, chắc thế. Đấy, hỏi cho anh nhiều quá.
thứ bảy thì thứ bảy gặp này thì hội chợ ở trên này chủ yếu là quảng bá quýt thôi. Đúng rồi, quảng bá quýt tân tươi đi. Người mua đi. Thương lái rồi, đây là quay đây này. Căn bản là năm nay Trung Quốc không qua được nữa nhỉ chị? Em thấy ấy. Trung Quốc thì cái này hàng nông sản này thì không, Trung Quốc không bao giờ nó thu mua. Nó thu mua đâu, căn bản là dân cũng đi được Trung Quốc ấy, cho nên là không có tiền. Thế là năm nay là nên thất thu như thế, không quýt được mùa nên là bị mất giá thôi. Cung vượt quá cầu rồi nhỉ. Đấy. Rất to. Quýt Kim Đồng, quýt ngon thế mà rẻ. Anh em nhớ lên Kim Đồng, Tất Khê đâu nhớ nha. Cái này trồng không phải đơn giản, cái cây này không biết chăm sóc, giống như cái cây chanh này, nó có sâu rất nhiều, sâu vàng lá, lá vàng, thân thân đục, dễ thối các thứ, nó sinh sinh. Và đây là cái ảnh trên cao về xã Kim Đồng các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể theo dõi cái video này. Thì các bạn có thể theo dõi ở bên kia, đó chính là cái quốc lộ 3. Quốc lộ 3 này nối từ Nà Lì của Bắc Cạn qua thị trấn Tất Khê của huyện Tràng Định. Và các bạn đang theo dõi dọc theo cái con đường này. Và ở đây là khu vực Tân Tiến các bạn ạ. Đó. Tân Tiến ấy thì giáp với các huyện khác của Tràng Định như là giáp Kim Đồng này, giáp về Chí Minh này, giáp Vĩnh Tiễn này, giáp xã Đoàn Kết này, giáp một tí xíu của xã Cao Minh, giáp một tí của Tiên Yên các bạn, Tân Yên. Bạn theo dõi ở bên kia này và giáp một tí xíu của huyện Bắc Ái nữa các bạn ạ. Đó, giáp khá nhiều. Và ở bên trên này các bạn theo dõi một số nhà của bà con nhân dân ở đây, cũng như là con đường. Đây là con đường quốc lộ 3, đây là con đường nhanh nhất và duy nhất qua Nà Lì của Bắc Cạn, được chưa? Đấy, cụ thể là các bạn qua thị trấn và xã Cường Lợi các bạn ạ. Đó, qua xã Cường Lợi các bạn nhé. Và các bạn xem ở đây cũng trồng khá là nhiều quýt, khá là nhiều quýt, nhưng mà trồng nhiều nhất đó chính là Kim Đồng các bạn. Kim Đồng là trồng nhiều nhất các bạn. Đó, khu vực Kim Đồng thì trồng nhiều nhất rồi. Thì như các bạn đã biết ấy, thì cái xã Kim Đồng ấy thì nổi tiếng nhất là quýt. Căn bản là nhiều bạn không để ý ấy, thì các bạn không biết. Nhưng mà thực sự mà nói, ở Kim Đồng ấy thì trồng rất là nhiều quýt các bạn ạ. Đó.
Và ở dưới này đó chính là con sông Thất Khê các bạn ạ. Đó. Và dọc con sông này có một cái đập thủy điện, người ta hay thường gọi là đập thủy điện ở trên Bắc Khê đấy. Đó. Ở dưới Bắc Khê. Và đập thủy điện rất là nhỏ thôi, trên sông Thất Khê. Đó, các bạn xem qua những cái hình ảnh trên không này, các bạn hiếm khi được thấy những hình ảnh trên không phải không ạ? Lúa ở bà con nhân dân ở dưới này ấy đã thu hoạch rồi, chủ yếu là bà con nhân dân ở trên vùng cao này thì trồng hai vụ là chính các bạn ạ, đa số là trồng hai vụ. Vụ đầu tiên là vụ xuân hè, vụ thứ hai là vụ hè thu các bạn ạ. Đó, hai vụ đấy là vụ hai vụ chính đó. Và sau vụ hè thu ấy thì bà con nhân dân sẽ tiếp tục trồng một số cây như là cây khoai tây này để phù hợp với khí hậu lạnh ở trên này, để khoai tây hoặc khoai lang các bạn ạ. Đó. Và các bạn đang xem mình đang ở dưới này các bạn. Đó, đây cái chấm 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 gần cái chấm đỏ kia là mình đang đứng ở đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đưa máy bay của mình qua một cái bãi, một cái vườn quýt của bà con nhân dân ở đây. Lúc nãy mình được trò chuyện với một bác ở dưới này, thì vườn quýt của bác có rất là nhiều. Đây là chỉ một vườn quýt của một nhà thôi các bạn. Đó, người ta trồng ở bên này. Đa số là năm nay ấy thì cam được được mùa, khá là được mùa, nhưng mà bị mất giá các bạn ạ. Đó, nói chung ấy giá thì bị rớt các bạn ạ, bị rớt giá rất là nhiều, bây giờ có nghĩa là mất giá đó các bạn, mất giá rất là nhiều, khiến cho người trồng quýt rất là lao đao, được chưa? Nó giá giảm sâu, có một số hộ gia đình ấy, bà con nhân dân còn không muốn đi hái quýt, cứ để rơi tự nhiên từ trên cây xuống các bạn ạ. Đó, bởi vì chín rồi thì quả sẽ bị rơi, các bạn xem rơi ở xuống những cái gốc cây này. Đó, cho nên là vào ngày 11 đến 12 tháng 12 ấy, thì ở đường mùng 10 tháng 10 ấy, thị trấn Đất Khê sẽ tổ chức chợ quýt Tràng Định năm 2020. Thì bạn nào đang có nhu cầu và cũng như là quảng bá, hay là các bạn đến đây để trải nghiệm về mùa quýt ở trên Kim Đồng cũng như là ở trên thị trấn Khê, thì các bạn có thể lên đến đây để tham quan và du lịch cũng như là trải nghiệm các bạn nhé. Đấy, để ủng hộ bà con nhân dân ở đây. Ồ, máy bay của mình đưa quá gần rồi các bạn. Đấy, mình đưa quá gần cho các bạn xem những cái hình ảnh chi tiết những cái quả quýt ở trên cây này, các bạn xem nó chín đỏ, cam quýt ở đây rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là quýt nhiều bạn ạ. Đó, cam cũng có nhưng mà quýt nhiều hơn. Các bạn có thể xem theo dõi ở đây. Cam quýt này được cũng được trồng được rất là nhiều ở những cái khu vực như là ví dụ như cam ở Hà Giang này các bạn. Đấy, Hà Giang chủ yếu là trồng ở Vị Xuyên là nhiều này. Đấy, cam sành Vị Xuyên, Hà Giang này, Tuyên Quang cũng có này, Hòa Bình, Bắc Giang này, bưởi thì ở Phú Thọ này. Đấy, quýt ở Bắc Cạn cũng có nhé. Đấy, quýt ở Kim Đồng thì cực kỳ nhiều ở trong khu vực là ở khu vực Tràng Định các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều, năm nay bị mất giá cho nên là các bạn thấy là những cái thương lái ấy vào tận vườn mua với cái giá rất là rẻ, cho nên các bạn đã thấy là cái quýt đến người đến tay người tiêu dùng ấy thì đa số là nó bị, nói chung là được giá rất là thấp các bạn ạ. Đó, trên tay giá cam đưa tận tay đến người tiêu dùng ấy thì chỉ rơi tầm khoảng 7-8 nghìn, các bạn dưới xuôi còn được tầm khoảng 10-15 nghìn, được chưa? Đó, rớt giá kỷ lục các bạn ạ. Cho nên ấy, cái giá thu ấy, nó cực kỳ rẻ luôn, thu tại vườn đấy các bạn. Đấy, cho nên là các bạn có thể hiểu được cái
cái vấn đề là bà con nhân dân ở đây là đó chính là thà để rơi tự nhiên được chưa? Đó ở trên cây còn hơn là đi thu mua đi hái về, bởi vì hái về thì nó được giá rất là rẻ các bạn ạ. Đa số những cái bà con nhân dân ở trong khu vực huyện đấy, những cái người tiêu dùng ấy đấy thì đa số là vào tận vườn, thích nhặt quả nào thì nhặt các bạn ạ. Đó bởi vì là nhặt quả nào thì nhặt, nhưng mà kiểu như họ nhặt để lấy về mua ấy, được chưa? Vào trong tận vườn để mua các bạn, muốn quả nào đẹp thì vào trong đó để mua hết các bạn. Đó nhưng mà nói chung là rẻ các bạn. Bây giờ năm nay mình thấy là bán ở khu vực lân cận là nó khá là rẻ, cho nên các bạn có thể đến đây để trải nghiệm các bạn nhé, trải nghiệm quýt ở khu vực huyện Tràng Định các bạn ạ. Đấy, chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua một vòng các bạn nhé. Đấy, máy bay của mình đã qua bên kia và bay sang bên này rồi. Đấy, các bạn có thể theo dõi cái nội dung hình ảnh đây. Đó, đây là một nhà của con nhân dân ở đây. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau. Goodbye các bạn.